Ở bài số 25 này thì chúng ta sẽ có 5 mục chính nhá. Một đó là gì ạ? Về tà đạo, với nghĩa là nếu thì. Phần thứ hai chúng ta vẫn học về cấu trúc là về tà đạo này nani, nhưng chúng ta sẽ dịch khác đi, đó là khi và sau khi. Sau khi học thì chúng ta sẽ so sánh nhá. Và tiếp thì chúng ta sẽ học một cấu trúc nữa là VT1 là cho dù và moshi, chủ ngữ của mệnh đề phụ. Đó, 5 cái vấn đề ngày hôm nay mà chúng ta cần phải học, và học xong thì sẽ kết thúc luôn chương trình của N5 nha. Nội dung đầu tiên đó là gì ạ? Vetara, đúng không? Nhưng để trước khi mà chúng ta vào với Vetara thì chúng ta sẽ ôn tập một chút về các nhóm động từ. Vì sensei biết rằng là với những bạn mà học lượt 2, lượt 3 thì không sao, nhưng những bạn mà mới bắt đầu học N5 á, thì các bạn vẫn thật sự chưa có chắc cái phần chia các nhóm động từ, cũng như là cái phần chia về thể tê, thể tà, thể nai. Thì bây giờ vẫn chưa muộn đâu nhá. Các em học xong đi chăng nữa thì các em vẫn phải ôn tập thật kỹ, để ít nữa lên N4 chúng ta chia động từ sẽ nhanh hơn. Vì N4 thì chúng ta có rất là nhiều các cái thể khác nữa. Ok, chúng ta sẽ lướt qua lại các nhóm động từ nhá. Phần này trên sẽ giảng nhanh này, các bạn không được ý kiến đâu nhá, vì các bạn đều được học rồi. Ok, nhóm 1 là những động từ có âm trước mát sự thuộc cột Y. Nhóm 2 thì động từ có âm trước mát sự sẽ thuộc cột E, hàng E. Và động từ chỉ có một âm tiết. Trường hợp thứ 3 là những động từ đặc biệt. Những động từ đặc biệt này một lát nữa sensei sẽ nêu ra. Ok, nhóm thứ 3 sẽ bao gồm các động từ như là kimasu, shimasu, danh từ shimasu. Đây chính là nhóm danh động từ. Ngoài ra thì còn những cái động từ ngoại lai, là những cái từ mượn từ tiếng Anh về á, ví dụ như là copy shimasu chẳng hạn, thì copy nó là tiếng Anh. Tiếp tục sensei sẽ biểu diễn các cái nhóm động từ lên trên slide như thế này nhá. Các em để ý ạ, sẽ có 3 cột tương đương với nhóm 1, nhóm 2 và nhóm 3. Nhóm 1 của chúng ta sensei vừa nhắc đó là gì ạ? Những cái gì ạ? Âm đứng đằng trước mát sự của nó kết thúc bằng cột Y, hàng Y. Ví dụ đây là ikimasu, ki nó thuộc hàng Y đúng không? Hoặc là gì? Kakimasu, torimasu. Nhóm 2 thì sẽ có gì ạ? Âm đằng trước mát sự là hàng E, thì đây là tabemasu đúng không? B thì nó thuộc hàng E, tabemasu. Trường hợp thứ hai là những động từ có một âm tiết, ví dụ như là nemasu thì nó chỉ có một âm tiết đằng trước masu thôi, đó là ne. Trường hợp thứ ba là gì ạ? Là những động từ thuộc nhóm động từ đặc biệt, ví dụ như okimasu. Nếu như chúng ta không biết nó là động từ đặc biệt, khi nhìn vào đây thì các em sẽ nghĩ là nó thuộc nhóm 1, nhưng thực ra nó là động từ đặc biệt nên nó được xếp vào nhóm 2. Nhóm 2 của chúng ta okimasu có nghĩa là thức dậy. Và đây chúng ta sẽ phân biệt là okimasu với nghĩa thức dậy thì chúng ta sẽ sử dụng chữ Hán ở đây. Hán tự đây chính là chữ khởi nhá. Còn với okimasu mà chữ Hán không phải chữ khởi thì chúng ta sẽ dịch với nghĩa là đặt để. Thì cái động từ đặt để đó vẫn thuộc nhóm 1. Tiếp nhóm 3 chúng ta sẽ có shimasu, kimasu và danh từ shimasu. Ok, chúng ta sẽ đến với một số động từ đặc biệt trong phạm vi N5 nhá. Động từ đặc biệt này nó sẽ thuộc nhóm 2. Ở đây sẽ có là gì ạ? Okimasu là thức dậy, abimasu là tắm, tarimasu là đủ, karimasu mượn, odimasu xuống, dekimasu có thể. Và chúng ta sẽ có một cái câu để chúng ta ghi nhớ là gì ạ? Thức dậy sớm để có đủ thời gian đi tắm và có thể xuống nhà mượn xe đi ăn sáng. Cái câu này để cho các em nhớ những cái động từ mà sensei đang bôi đỏ đây là những động từ đặc biệt. Nhớ cho sensei nha. Ok, tiếp tục với nhóm số 3. Ở nhóm 3 này sẽ là gì ạ? Danh từ shimasu, đây tức là nhóm danh động từ. Vậy thì nhóm danh động từ sẽ là những cái động từ mà khi chúng ta bỏ cái đuôi shimasu đi thì ta sẽ còn lại một danh từ. Mặc dù nó là danh từ thôi nhưng nó lại mang nghĩa tương đương với cái động từ khi mà chúng ta gắn cái đuôi shimasu ấy. Đó, hay nói cách khác á, thì bản thân của cái danh từ đó nó đã mang cái nghĩa là hành động rồi. Tiếp đến thường á, các danh từ ở đây chúng ta sẽ nhận biết bằng cách đó là gì ạ? Có 2 chữ Hán trở lên đúng không? Những cái động từ có 2 chữ Hán trở lên thì thường nó là danh động từ. Và cái nhóm 3 này cũng còn những cái từ ngoại lai nữa. Những cái từ ngoại lai ví dụ như là copy shimasu á. Đó, thì ở đây chúng ta sẽ quan tâm đến những cái động từ mà chúng ta gặp nhiều hơn, đó là những danh động từ nhá. Benkyo shimasu, khi chúng ta bỏ shimasu đi còn lại danh từ là benkyō. Thì bản thân của benkyō vẫn có nghĩa là học tập. Tiếp theo là gì ạ? Kaimono shimasu. Khi chúng ta bỏ shimasu đi mà chúng ta chỉ còn lại là kaimono thì bản thân nó cũng vẫn có nghĩa là hành động, mua sắm. Tiếp đến này, cách chia thể t. Ok, cách chia thể t thì chúng ta cũng sẽ chia làm sao? Theo 3 nhóm động từ, đúng không? Những cái âm kết thúc trước masu thuộc cột y thì chúng ta sẽ chia theo 4 nhóm nhỏ. Ở đây chúng ta sẽ có shi, kigi, ichiri, mi, bini. Thì ở đây chúng ta shi, shite, kigi thì thành ite và ide, ichiri thì thành ute và bi, mini sẽ thành unde. Nhớ nhá. Shi, shite luyện tập luôn ạ. Keshimasu thành keshite. Hanashimasu thành. Các em comment đi ạ, comment nhanh tay nhá, comment đi để vừa ôn tập lại vừa luyện kỹ năng luôn, comment đi nhá, đừng có nhìn không ạ. Hanashimasu, hanashite, oshimasu, oshite, dashimasu, dashite. Và nghĩa đây thì chúng ta không cần dịch nữa đúng không? Nắm rất là rõ rồi. Tiếp này, ki thành ite, gi thành ide và chúng ta sẽ có là gì ạ? Kakimasu, khi thành gì ạ? Ite desu ne. Kaite. Kikimasu. Kite. Oyogimasu. Oyoide. Isogimasu. Isoide. Ite desu ne. Nghĩa thì không cần dịch nữa đúng không? Rồi, tiếp tục với ichiri ute thì chúng ta sẽ có là gì? Moraimasu thành moratte. Machimasu, matte, torimasu, totte. Ii desu ne. Ok, tiếp tục với gì ạ? Minibi thành unde thì chúng ta sẽ là gì ạ? Ví dụ như yomimasu thì sẽ thành yonde và shinimasu, shinde, asobimasu, asonde. Ii desu ne. Tiếp tục với nhóm 2. Nhóm 2 thì vô cùng đơn giản luôn. Đó là gì ạ? Ba trường hợp này thì không cần nhắc lại nữa nhá. Rồi, remasu đúng không? Chúng ta sẽ biến đổi thành vt. Ii desu ne, vt. Tiếp, chúng ta sẽ luyện tập ạ. Remasu thành vt của nhóm 2. Tabemasu, tabete. Nemasu, nete. Mimasu, mite. Imasu thành ite. Ii desu ne. Tiếp tục vẫn là nhóm 2 ạ. Vemasu thành vt thì ở đây sensei sẽ lấy về những cái động từ đặc biệt cho các bạn luyện tập nhé. Em comment đi ạ, comment nhanh tay nhá. Rồi, orimasu, orite. Có bạn nào mà nhanh tay quá thành otte không ạ? Không đúng không? Lười nhá. Tiếp, abimasu, abite. Okimasu, okite. Karimasu, karite. Ii desu ne. Đây là những cái động từ nhóm đặc biệt. Tiếp tục với nhóm số 3 gồm các động từ như là kimasu, shimasu và danh từ shimasu. Nhóm danh động từ. Ii desu ne. Sẽ có là gì ạ? Kimasu thành kite, shimasu shite. Danh từ shimasu, danh từ shite. Ii desu ne. Và chúng ta sẽ chia với những danh động từ như là benkyō shimasu, benkyō shite, kaimono shimasu, kaimono shite, sanpo shimasu, sanpo shite. Ok. Rồi, tiếp. Bây giờ chúng ta lại đi luyện tập cách chia thể tả. Cách chia thể tả thì vô cùng dễ đúng không? Y như là chia thể t, chỉ khác một cái là thay t thành ta. Rồi, nhóm 1 không cần ôn nữa nhá. Rồi, chúng ta sẽ chỉ cần biết là gì ạ? Đối với nhóm 1 thì chúng ta chia như là chia về thể t, chỉ khác là thay t bằng ta. Thì chúng ta sẽ có shi thành shita, ki gi thành ita hoặc là ida. Còn ichiri thì sẽ thành uta, bi mi ni thành unda. Có bạn nào hôm nay mới tham gia vào lớp mà không theo được không ạ? Chịu khó nhá, chịu khó về xem lại những cái phần kiến thức này ở những bài cũ sensei giảng rất kỹ rồi. Nên ở đây sensei chỉ lướt qua thôi nha. Tiếp tục này, shi shita thành ví dụ như là gì ạ? Keshimasu thành keshita và hanashimasu, hanashita, oshimasu, oshita. dashimasu, dashita. Ý đấy nhé. Rồi, tiếp tục. Khi thành ita và ghi thành ida thì chúng ta có kakimasu, kaita, kikimasu, kita, oyogimasu, oyoida, osogimasu, à quên, xin lỗi nhá, isogimasu thành isoida. Ý đấy nhé. Tiếp, ichiri utta đấy nhé. Moraimasu thành morata, machimasu thành matta và torimasu thành, chính xác, tota. Ý đấy nhé, tota. Ok. Tiếp tục này, minibi unda. Ý đấy nhé, unda đây thì yomimasu, yonda. Nếu thật đây thì là gì ạ? À, yonde. Tiếp này, shinimasu, shinda. Tiếp, asobimasu, asonda. Ý đấy nhé, asonda. Rồi, tiếp tục với nhóm 2. Tương tự như là thể T thôi ạ. Nhóm 2 thì chúng ta sẽ bỏ masu đi và thêm ta. Ví dụ ạ. Tabemasu, tabeta. Nemasu, neta. Mimasu, mita. Imasu, ita. Ý đấy nhé. Rồi, tiếp tục với nhóm động từ đặc biệt của nhóm 2 nhá. Orimasu, orita. Abimasu, abita. Okimasu, okita. Karimasu, karita. Ok. Tiếp, nhóm 3 sẽ gồm có kimasu, shimasu và danh từ shimasu. Thì chúng ta sẽ chia như nào? À, kimasu thành kita, shimasu shita, danh từ shimasu, danh từ shita. Ok. Luyện luôn với gì ạ? Nhóm danh động từ ạ. Ví dụ trên đây có là benkyou shimasu, benkyou shita. Kaimono shimasu, kaimono shita. Sanpo shimasu, sanpo shita. Ý đấy nhé. Về nhà luyện thêm thật nhiều các em nhá. Luyện thật nhiều cho nhuần nhuyễn vào. Để lên N4 chúng ta còn phải chia rất nhiều các thể khác nhau nữa đấy ạ. Ok, cấu trúc đầu tiên. Sau khi chúng ta ôn tập về thể T, thể tà thì chúng ta sẽ đi học về cấu trúc đầu tiên, đó là vetara. Phẩy một cái, nay nani. Thì đây là một cái mẫu câu về hai mệnh đề. Ý nghĩa ở đây chúng ta dịch là nếu A thì B. Nếu nay nani thì nay nani, nếu A thì B cũng được. Về cách dùng á thì các em nhìn ạ, nó sẽ biểu thị điều kiện giả định. Vì còn nếu mà, nếu ở đây nó sẽ là giả sử, giả định đúng không? Thường hay đi cùng với moshi. Với mẫu câu tara thì hay có moshi này nani tara, moshi. Ý đấy nhé. Và ở cái mệnh đề sau, mệnh đề chính sẽ biểu thị những cái nội dung sẽ hình thành với cái điều kiện giả định đó. Tức là nếu A thì B, thì B nó sẽ được hình thành dựa trên cái điều kiện giả định là A đó các em nha. Rồi, chúng ta sẽ phải chia các động từ về thể quá khứ, sau đó cộng với ra. Vì đây chúng ta chỉ cần quan tâm là vetara. Thì cái anh veta này chính là cái anh chúng ta vừa mới học cách chia, vừa ôn tập lại cách chia. Veta, chia tất tần tật các động từ về thể tà, sau đó cộng với ra, phẩy một cái và viết cái mệnh đề sau. Đó, chính là cấu trúc của chúng ta luôn đấy ạ. Chia hết veta, ra, phẩy một cái, sau đó thì này nani. Và lưu ý ạ, tất cả những cái câu mà có hai mệnh đề á, thường thì cái mệnh đề chính là cái mệnh đề thứ hai các em nhá, mệnh đề sau ấy ạ. Vetara này nani thì cái đó chính là mệnh đề chính. Nhớ cái ý này cho sensei ạ. Để các em nắm được thì các em mới biết rằng là mệnh đề chính là để làm gì. Là cái mệnh đề mà nó sẽ quyết định cái thời của câu. Quyết định cái thời của câu thì chúng ta sẽ chia cái gì ạ? Chia động từ ở mệnh đề chính. Đó, cụ thể là như vậy. Ok, vetara. Bây giờ sensei sẽ đưa ra đây. Sẽ gồm có tính từ đuôi y khi chia về thể tà thì nó sẽ như thế nào, tính từ đuôi na chia về tà như thế nào, danh từ chia về tà như thế nào, và động từ chia về thể tà như thế nào. Thậm chí là gì ạ, động từ mà chia về phủ định rồi mà vẫn đưa về quá khứ thì sẽ như thế nào, đúng không? Thì ở đây các bạn để ý kỹ lại này, tất cả những kiến thức đã học rồi ạ. AI thì bỏ y thêm katta, ana thì bỏ na thêm datta, và danh từ thêm datta, và v thì thêm gì ạ? Thêm ta, chia về veta đấy ạ. Còn v này thì thành vena katta, nhớ nhá, vena katta. nhớ không được quên đâu đấy ạ. Ok, sau đó chúng ta cộng với rạ và phẩy một cái nhá, nhớ cái dấu phẩy để ngăn cách giữa hai mệnh đề này. Sau đó thì sẽ làm mệnh đề chính ở phía sau. Rồi, còn moshi ở đây thì sẽ để trong ngoặc, tức là có cũng được, không có không sao. Đó, các em đã hình dung ra cái cấu trúc cụ thể chưa ạ? Moshi không có không sao nhá. Sau đó thì tất cả những cái tính từ, động từ, danh từ chia hết về thể tà cộng với ra. Rồi, ví dụ đầu tiên của sensei nhá. Yasukattara pasukon wo kaitai desu. Yasukattara pasukon wo kaitai desu. Ok. Các em hãy comment đi ạ. Yasukattara pasukon wo kaitai desu. Nếu mà rẻ thì tôi sẽ mua. Nếu cái máy tính xách tay mà rẻ á, thì tôi sẽ mua. Thì ở đây chúng ta có tính từ đuôi, đuôi y là yasui, yasui, và chúng ta bỏ y đi cộng với kattara đây ạ. Yasui bỏ y đi cộng với kattara, phẩy một cái, sau đó thì pasukon wo kaitai desu. Rất là đơn giản đúng không ạ? Rồi, bây giờ sensei sẽ chia với một tính từ đuôi na nhá. Ở đây sẽ có tính từ là hima. Hima đây là gì ạ? Hima dattara tetsudatte kudasai. Hima dattara tetsudatte kudasai. Nếu mà có thời gian, nếu mà bạn rảnh thì hãy giúp đỡ. Tetsudatte kudasai là hãy giúp đỡ. Và cái vế trước chúng ta quan tâm đó là gì ạ? Tính từ đuôi na, bỏ na đi cộng với dattara. Hima na thánh, hima dattara. Ok, nếu bạn rảnh thì hãy giúp tôi nhé. Hoặc là nếu bạn rảnh thì bạn hãy giúp đi. Tiếp tục này. Ii tenki dattara sanpo shimasen ka? Ii tenki dattara sanpo shimasen ka? Thì với cái câu này thì anh Thánh ý đang dùng của chị này đúng không? Nhưng mà thề luôn, cái trình tán gái này hơi kỳ một tí ạ. Đó, phải mạnh mẽ lên chứ đúng không? Tự nhiên hỏi nếu trời mà đẹp thì cùng nhau đi dạo nhé. Nếu như mà trời mưa mà cô ấy thích thì cô vẫn thấy nó đẹp các em ạ. Đó, nếu mà trời đẹp thì chúng ta đi dạo nhé. Ii tenki dattara sanpo shimasen ka? Đó, thay vì hỏi là nếu mà trời đẹp đi dạo, chúng ta nên hỏi là nếu mà rảnh thì mình đi dạo nha. Nó dễ hơn chứ, tự nhiên cô này cũng muốn đi chơi nhưng trời mưa một cái, không lẽ cô lại cứ bảo là trời đẹp quá đúng không? Rồi, tiếp này. Ở đây sẽ có là gì ạ? Vetara là động từ chia về thể tà, sau đó cộng với ra đúng không? Vetara ở đây thì chúng ta có là gì ạ? Okane ga attara. Attara, các bạn hãy chia ngược lại đi ạ. Attara nó là động từ gì ạ? Động từ arimasu đúng không? Arimasu thì chia thành attara. Sau đó thì về sau là gì ạ? Tomodachi to ryokoshimasu. Nếu mà tôi có gì ạ? Tôi có tiền thì tôi sẽ đi du lịch cùng với bạn bè ạ. Okane ga attara tomodachi to ryokoshimasu. Nếu có tiền thì tôi sẽ đi du lịch cùng với bạn bè. Tiếp này. Bây giờ chúng ta sẽ đến với động từ, nhưng không phải là động từ khẳng định nữa, mà là gì ạ? Phủ định chia về quá khứ đấy ạ. Phủ định quá khứ. Đây là gì ạ? Jikan ga nakattara terebi o mimasen. Jikan ga nakattara terebi o mimasen. Thể tà, nhưng nó lại là thể tà của phủ định đúng không? Jikan ga nakattara terebi o mimasen. Câu này dịch là gì ạ? Nếu mà không có thời gian thì tôi sẽ không xem tivi. Nếu không có thời gian tôi không xem tivi đâu. Rồi. Nếu không có thời gian tôi không xem tivi. Ok. Sau khi mà học rồi đúng không? Các bạn còn nhớ đến cái cấu trúc mà chúng ta đã được học là gì ạ? Hễ, thì, nếu, thì. Nếu A thì B, hễ A thì B. Thì đó là gì ạ? Cấu trúc veruto, veruto và vetara. Thì bây giờ chúng ta sẽ phân biệt cho thật kỹ nhá, để tránh các bạn bị nhầm. Thực ra thì nó khác nhau hoàn toàn, nó không có giống nhau đâu, nhưng mà nhiều bạn nhầm. Nên các em để ý ạ. Bây giờ sensei sẽ có hai cột, một cột là veruto, một cột là vetara. Veruto ở đây thì sensei sẽ nói là gì ạ? Okane ga aru to ryokoshimasu, ryokoshita desu. Ryoko shimasen ga Ryoko shite kudasai. Và về bên phải là gì ạ? Okane ga attara Ryoko shimasu, Ryoko shitai desu, Ryoko shimasen ga và Ryoko shite kudasai. Với hai cái ví dụ này thì các bạn nhìn cho kỹ nhá. Theo các bạn thì có vấn đề gì không đối với cột là veruto? Nếu CC nói rằng là okane ga aruto ryoko shimasu hay là okane ga aruto ryoko shitai desu, các bạn hãy comment đi ạ. Không được nhá, chính xác. Vì sao ạ? Vì chúng ta học rồi, veruto thì mệnh đề chính phía sau nainanito, tức là đằng sau cái dấu phẩy một cái và cái mệnh đề đằng sau á, nó sẽ không thể là những biểu hiện nói về ý chí, nguyện vọng, sự mời rủ, nhờ vả, vân vân và vân vân. Những cái câu là mời rủ này, nguyện vọng này, nhờ vả này, ý chí này không bao giờ là vế sau của veruto, mà veruto thì đằng sau nó sẽ luôn là gì ạ? Là một cái hành động, gọi là gì ạ? Một cái điều tất yếu. Nếu như A thì chắc chắn thằng B nó xảy ra. Nó tất yếu giống như cái việc là cái máy người ta đã xếp đặt sẵn lên rồi, chúng ta chỉ cần ấn vào cái nút này thì nước nó sẽ ra, đúng không? Thế thì trừ khi mà cái máy nó bị hỏng thì nước nó mới không ra thôi, còn không thì cứ tất nhiên rằng là chúng ta ấn vào để nước nó sẽ ra. Đó. Tiếp nữa, vetara thì sao ạ? Ở mệnh đề chính có thể đưa vào những cái biểu hiện nói về ý chí, nguyện vọng, mời rủ, nhờ vả, như tất cả những cái ví dụ vừa nãy Sen sẽ đưa ra, có kudasai, có masenka hoặc có tai, đúng không? Thì tất cả những cái mẫu câu đó đều biểu hiện nói về ý chí của chúng ta, về nguyện vọng, về mời rủ, về nhờ vả. Thì với anh vetara dùng thoải mái luôn, dùng thoải mái luôn nhá. Rồi, tiếp chúng ta vẫn đến với cấu trúc vetara, nhưng vetara ở đây thì sẽ có một cái cách dùng khác, đó là gì ạ? Dịch theo cái nghĩa là khi, sau khi, này nani. Các em sẽ nghe rất là nhiều các cái mẫu câu sử dụng tara nhưng chúng ta lại phải dịch là sau khi. Ví dụ như là gakko sotsugyou shitara, hoặc là gì dai gakko sotsugyou shitara, đó là sau khi mà tôi tốt nghiệp đại học, sau khi mà tôi tốt nghiệp đấy nhá. Ok, Minh Nguyễn sẵn chansu ga attara sensei ni aitai desu. Ok ạ. Ok nhá. Sensei mo Minh Nguyễn rằng aitai desu. Ok, về cách dùng này, mẫu câu này sẽ biểu thị rằng một khi mà cái động tác, cái tình huống ở mệnh đề chứa tara hình thành thì cái động tác hay cái tình huống ở mệnh đề chính đi sau đó cũng chắc chắn xảy ra. Tức là sẽ nói về những cái mà gì ạ? Sau khi mà có A này thì cái thằng B nó sẽ xảy ra, nó chắc chắn đấy ạ. Đấy, ở đây sẽ có cấu trúc này vetara nainani, mệnh đề chính. Rồi, bây giờ Sensei sẽ nói như này nhá. Mira-san ga kitara dekakemasho. Ok, bây giờ tất cả các bạn đang rủ nhau đi chơi đúng không? Các bạn bảo là cô Lai chưa đến, chờ cô Lai đến thì chúng ta sẽ cùng đi ra ngoài nhé, hoặc là cùng ra ngoài chơi nhé. Thế là tất cả các bạn cứ ngồi chờ Sensei thôi. Sensei thì đang trên đường đến đúng không? Thế là người bảo ui, cũng muộn phết rồi nhưng mà thôi chờ cô đến rồi đi ạ. Thế bảo là Lai Sensei ga kitara dekakemasho, tức là cô Lai cô ấy đến rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu đi. Đó, thì cái hành động trước nó xảy ra thì cái hành động sau sẽ xảy ra. Ok ạ. Mira đến thì chúng ta sẽ cùng đi nhé. Tiếp theo ạ, Sensei sẽ có gì ạ? Uchi-e kaetara sugu sawa wo abimasu. Uchi-e kaetara sugu sawa wo abimasu. Ví dụ như ở đây có bạn Thỏ shipper đi, hoặc bạn Phạm Văn Thắng rằng đi, các bạn sẽ tâm sự với nhau rằng là về nhà đúng không? Sau khi về nhà thì tớ sẽ ngay lập tức tớ đi tắm. Đấy, sau khi về nhà thì tớ ngay lập tức tớ sẽ đi tắm. Tắm đây là sao ạ? Là vòi sen nhá. Rồi, tiếp tục này, xem lại có là Koko sotsugyou shitara nihon e ikitai desu. Đây là cái câu của Sensei từ 7-8 năm về trước nhá. Sau khi tốt nghiệp cấp 3 xong một cái là tao phải đi Nhật ngay mẹ. Tao không ở nhà đâu, tao không học đại học đâu, mệt lắm, tao thích đi Nhật cơ. Đấy, thì Sensei nói là Koko sotsugyou shitara nihon e ikitai desu. Đấy, Sensei và bạn Sensei của 8 năm về trước đấy ạ. Đây, Koko sotsugyou shitara nihon e ikitai desu. Sau khi mà tốt nghiệp cấp 3 thì tôi muốn đi Nhật. Tiếp ạ, Chúng ta sẽ đi phân biệt VT cara và V tara đúng không? Vì ở trước chúng ta học một cái mẫu câu là VT cara. Đó là sau khi làm gì đúng không? Thì ở đây chúng ta cũng sẽ dịch cái V tara là sau khi. Vậy thì ở đây chúng ta phải phân biệt kỹ. Thì trên đây sẽ để hai cột. Cột ở bên trái sẽ là VT cara, cột bên phải là V tara. VT cara trên đây sẽ nói là gì? À, koko sotsugyou shite kara Nihon e ikimasu. Bên này là gì ạ? Koko sotsugyou shitara Nihon e ikimasu. Thế thì với hai câu này chúng ta đều dịch cái nghĩa là gì ạ? Sau khi mà tốt nghiệp cấp 3 thì tôi sẽ đi Nhật. Nhưng với cái mẫu câu là VT cara thì chúng ta sẽ phải lưu ý rằng là mẫu câu này sẽ nhấn mạnh về trình tự. Sau khi mà làm V1 thì sẽ làm V2. Nhấn mạnh về trình tự nhé. Sau khi làm V1 thì làm V2. Còn với cái mẫu là V tara V2 thì nó cũng đều được dịch là sau khi, nhưng nó sẽ nhấn mạnh về cái điều kiện xác định sẽ xảy ra trong tương lai. Tức là sau khi V1 xảy ra thì sẽ V2. Hai câu dịch đó các em nhớ này. Dịch thì tương đương, tương tự, gần như nhau rồi. Nhưng với mẫu câu VT cara thì cái bản chất của cái mẫu câu đó là để nhấn mạnh về cái hành động. V1 xảy ra sau đó thì đến V2. Đó là về cái trình tự của hành động. Còn với mẫu câu là gì ạ? Tara thì chúng ta sẽ nhấn mạnh về cái điều kiện xác định sẽ xảy ra trong tương lai. Trong tương lai mà sau khi tốt nghiệp cấp 3 thì tôi sẽ đi Nhật, đúng không? Nhưng nếu như á, cấp 3 mà không tốt nghiệp được thì thôi, không đi Nhật. Đấy, nhấn mạnh về cái ý đó đấy ạ, cái điều kiện trong tương lai đấy ạ. Rồi, bây giờ Sensei sẽ vẫn với cái câu là gì ạ? Koko sotsugyou shite kara Nihon e ikimashita. Và koko sotsugyou shita ra Nihon e ikimashita. Thì với hai câu này thì chúng ta sẽ nhìn thấy một cái điểm khác nữa của VT cara và V tara. Thì các bạn để ý ạ, với VT cara thì ok, không vấn đề gì đúng không? Chúng ta hoàn toàn có thể liệt kê những cái hành động trong quá khứ. Chúng ta liệt kê theo trình tự thời gian, thằng nào trước, thằng nào sau, mà nó là những hành động trong quá khứ được. Còn với V tara thì không dùng cho trong quá khứ, vì nó là một cái điều kiện giả định, nói về một cái điều kiện trong tương lai. Thì tương lai nó không thể nào mà đã diễn ra trong quá khứ được. Các em nhớ cái đoạn này nhá. Đấy, cho nên là với mẫu câu VT cara thì có thể dùng liệt kê các hành động trong quá khứ một cách bình thường. Còn với V tara không. Vì sao? Vì nó nhấn mạnh điều kiện xác định trong tương lai, nên không bao giờ dùng nó trong mẫu câu là trong quá khứ. Ví dụ như ở trên là Nihon e ikimashita, không đúng nhá, không dùng như thế. Rồi, ok chưa ạ? Phân biệt kỹ rồi nha. Rồi, phân biệt xong rồi chuyển sang phần tiếp theo. VTMO này này đi. VTMO ở đây thì chúng ta sẽ dịch là cho dù như thế nào đó. Thì mẫu câu này có cách dùng là gì ạ? Sẽ biểu thị cái điều kiện giả định ngược. Ở cái mệnh đề chính thì mệnh đề đi sau cái anh TMO này nó sẽ biểu thị một cái kết quả là sao? Như nào gọi là ngược ạ? Thì nó trái lại, nó ngược lại so với những cái nhận định thông thường của mọi người, hoặc là một cái việc mà đáng nhẽ nó phải xảy ra. Ở cái điều kiện giả định ấy, nếu như thằng A này thì đáng nhẽ nó phải là thằng B, nhưng cái thằng B nó không xảy ra, mà nó lại xảy ra một cái hành động mà nó ngược lại so với cái suy nghĩ của mình. Đấy, về cấu trúc thì chúng ta sẽ chia về thể T, sau đó thì mộ. Ở đây chúng ta có A, AI thì chúng ta sẽ chia về AI cứ T đúng không? Bỏ Y đi ạ. Và Ana thì sẽ là AD. Còn danh từ thì danh từ D. V thì sẽ chia về VT. V9 thì sẽ thành VNA cứ T. Bỏ Y đi nhá. Đó, về cấu trúc thì các bạn nắm chắc cho Sensei ạ. Sau đó thì chia hết tính từ, danh từ, động từ về thể T cộng với mốt, phẩy một cái và đến vế sau. Nhớ cho Sensei nhá. Rồi, bây giờ Sensei lấy thằng đầu tiên là gì ạ? Thằng ví dụ này là gì? Ha ga itakutemo haisha ni ikitakunai desu. Ha ga itakutemo haisha ni ikitakunai desu. Dịch đi ạ. Tăng tốc lên các em ơi. Ha ga itakutemo haisha ni ikitakunai desu. Câu này dịch là gì? À, cho dù có đau răng thì tôi cũng không muốn đi đến chỗ nha sĩ đâu. Rất là sợ, mỗi lần đi khám răng sợ lắm. Đấy, cho nên là dù có đau răng đi chăng nữa thì cũng không muốn đến nha sĩ đâu, sợ lắm. Tiếp ạ. shizuka demo neru koto ga dekimasen. Thì ở đây chúng ta sẽ có là tính từ đuôi na, bỏ na đi cộng với demo. Sau đó thì này là ni. Shizuka demo neru koto ga dekimasen. Hay. Ok, không muốn nhá. Ở câu trên đó là ikitakunai thì là không muốn chứ không phải là không đi đâu ạ. Lưu ý như các cái mẫu câu chúng ta dịch nó phải sát một chút nhá. Ikitakunai, không muốn đi á. Rồi, ok. Shizuka demo neru koto ga dekimasen. Cho dù gì ạ? Cho dù mặc dù yên tĩnh nhưng cũng không thể ngủ được. Khi mà bị mất ngủ ạ, mặc dù có yên tĩnh đến mấy chăng nữa thì cũng không thể nào mà ngủ được. Đó, thì anh này anh ấy đang nói vậy. Ok, tiếp tục là gì ạ? Nichiyobi demo hatarakimasu. Thì với cái mẫu câu này là gì ạ? Mặc dù, cho dù, đúng không? Cho dù là chủ nhật thì tôi cũng làm việc. Ok. Thì trái với những cái suy nghĩ thông thường đúng không? Chủ nhật thì chúng ta phải được nghỉ. Tuy nhiên anh này anh nói là cho dù là chủ nhật đi chăng nữa thì tôi cũng vẫn làm việc, đúng không? Nichiyobi demo hatarakimasu. Tiếp ạ, trên đây lại có một câu khác là gì ạ? Ame ga futtemo kanojo to yama ni noborimasu. Cho dù trời có mưa đi chăng nữa thì tôi cũng làm sao? Tôi cũng sẽ cùng cô ấy leo núi. Ame ga futtemo kanojo to yama ni noborimasu. Thì bình thường á, theo như cái suy nghĩ thông thường, cái nhận định thông thường thì trời mưa thì thôi, không đi leo núi nữa, đúng không? Nhưng đối với ông này thì ông ấy muốn là mưa tôi cũng phải đi leo núi với cô ấy cơ. Thì ông ấy đang làm ngược lại, trái lại so với những cái nhận định thông thường. Hai, cho dù trời có mưa nữa thì tôi cũng vẫn đi leo núi cùng với bà ấy. Tiếp, chúng ta sẽ lấy với động từ nai, đúng không? Động từ chia về thể nai thì chúng ta sẽ bỏ y đi nhá, sẽ bị gạch nhầm cái chỗ này. Chúng ta phải gạch y nhá, không phải là gạch na đâu ạ. Ok. Vena kutemo. Thì ở đây chúng ta có là okane ga nakutemo. Tức là gì ạ? Cho dù tôi không có tiền thì mainichi tanoshii desu. Okane ga nakutemo mainichi tanoshii desu. Dù không có tiền nhưng hàng ngày tôi cũng vẫn rất vui vẻ. Các em có vậy không ạ? Sensei như vậy á. Dù không có tiền đi chăng nữa, ngày nào Sensei cũng rất là yêu đời, rất là vui luôn. Đó. Okane ga nakutemo mainichi tanoshii desu. Ok. Tiếp tục với nội dung thứ tư là moshi. Moshi thì ở đây thì các bạn lưu ý ạ, như cái mẫu câu vetara thì sẽ có mở ngoặc ở đầu, đúng không? Là có moshi cũng được mà không có cũng không sao. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ một chút về cái anh moshi này. Moshi sẽ được dùng với tara và có chức năng thông báo câu văn, đó là câu điều kiện. Tức là bình thường chúng ta đọc đến tara thì chúng điều kiện rồi, đúng không? Hoặc là khi mà các em đều nhìn tara, nhưng tara nó lại có hai cách dịch. Một đó là điều kiện, một cách nữa thì chúng ta dịch là sau khi, đúng không? Nhưng khi mà các em nhìn thấy moshi này thì các em thấy nó nhấn mạnh cho cái tâm lý giả định của người nói rồi. Nhấn mạnh cho tâm lý giả định nhá. Cứ nhìn thấy moshi là chắc chắn đây là câu điều kiện. Ý của cái phần này là như vậy nhá. Để Sensei kéo này ra. Rồi, ok. Rồi, moshi ichiokuen ga atara iroiro na kuni o ryokoshitai desu. Hoặc là iroiro na kuni e ryoko ni ikitai desu. Có thể được nhá. Còn đây là gì? Moshi ichiokuen ga atara iroiro na kuni o ryokoshitai desu. Tức là gì ạ? Nếu có 100 triệu yên thì tôi muốn đi du lịch đến nhiều nước. Đây là cái trường hợp mà giả định mà của mọi người nói ra, đúng không? Hai, nếu có 100 triệu yên thì tôi sẽ muốn đi du lịch đến nhiều nước. Moshi. Đó, thì khi mà có moshi này nó sẽ nhấn mạnh hơn cho cái ý là nếu ạ, nhấn mạnh hơn cho cái tâm lý giả định. Tiếp theo sẽ lại nói là gì ạ? Moshi ii tenki dattara sanpo shimasen ka? Sensei đang hỏi con bếp tộ của mình, đúng không? Đang hỏi cái bạn thân, bạn Chiki là cái con chó này. Sensei bảo là Moshi ii tenki dattara sanpo shimasen ka? Nếu mà gì ạ? Nếu mà trời đẹp thì chúng ta đi dạo nhé. Giống như cái anh lúc nãy ở trên phần ví dụ Sensei nói là gì ạ? Nếu mà trời đẹp thì bạn có đi dạo với tớ không? Hay nếu mà trời đẹp thì bạn đi dạo với tớ nhé. Thì ở đây Sensei nói là moshi. Moshi đây là nhấn mạnh cho cái điều kiện giả định ở đây. Nếu nhá, nếu mà trời đẹp thì chúng ta đi dạo nhé. Còn trời xấu thì thôi. Rồi, tiếp theo Phần tiếp theo là phần 5 đúng không? Chủ ngữ của mệnh đề phụ là phần thứ 5. Trong các mệnh đề phụ, với cái mệnh đề phụ của gì ạ? Ví dụ như cấu trúc VT kara này, nani nani toki này, nani nani to, nani nani mai ni, nani nani tara, nani nani temo, thì đây là những cái mẫu cấu trúc, mẫu câu về hai mệnh đề đúng không? Hai mệnh đề ạ. Thường thì đằng sau te kara, toki, to, mai ni, tara, temo đều có dấu phẩy để ngăn cách hai mệnh đề đó. Thì các em cứ lưu ý ạ, đằng sau cái dấu phẩy thì sẽ là mệnh đề chính, và đằng trước cái anh to, toki, te kara, mai ni, tara, temo này sẽ là mệnh đề phụ. Thì bây giờ chúng ta đang quan tâm đến ở đây là gì? Chủ ngữ ở mệnh đề phụ thì nó sẽ được biểu thị như thế nào? Thì các bạn nhớ luôn, chủ ngữ của mệnh đề phụ biểu thị bằng trợ từ ga nhá, chứ không phải là wa nữa. Ví dụ như câu này thế là gì? Tomodachi ga kuru mai ni heya o soji shimasu. Trước khi mà bạn đến nhà chơi thì làm sao? Thì phải dọn dẹp phòng đi, không bạn đến bạn cười cho, bạn bảo ui con này mày ở bẩn quá. Đấy, tomodachi ga kuru mai ni heya o soji shimasu. Thì ở đây các bạn sẽ để ý đây ạ. Tomodachi ga đúng không? Thì tomodachi đây sẽ chính là chủ ngữ, anh S của cái mệnh đề là tomodachi ga kuru mai ni. Trước khi bạn đến chơi tôi dọn phòng. Thậm chí là ở đâu ạ? Ở trong cái mẫu câu bài 22 mà trên đây nói là gì? Mệnh đề bổ nghĩa cho danh từ đúng không? Thì cái mệnh đề bổ nghĩa đó chính là cái chủ ngữ của nó cũng vẫn sẽ đưa về gá. Thì các bạn nhớ nhá, nhớ lại kiến thức cũ một chút, nắm thật chắc ạ. Đi thi chúng ta sẽ không bị nhầm. Ok, tiếp theo là gì ạ? Suma ga bioki no toki kai sa wo yasumimasu. Nếu gì ạ? Đây là mẫu câu toki mà chúng ta được học rồi đúng không? Suma ga bioki no toki kai sa wo yasumimasu. Vợ tôi gì ạ? Cái lúc mà vợ tôi bị ốm, hoặc khi mà vợ tôi bị ốm thì tôi sẽ nghỉ làm. Thì vợ tôi suma chính là chủ ngữ của cái mệnh đề phụ này. Mệnh đề trước dấu phẩy ạ, đằng trước cái chữ toki này. Khi vợ tôi ốm thì tôi sẽ nghỉ làm. Hoặc là gì ạ? Tomodachi ga konakattara dou shimasu ka? Anh này anh đang nghĩ rằng là nếu mà bạn mà không đến thì làm nào? Đúng không? Tomodachi ga konakattara dou shimasu ka? Thì tomodachi ở đây sẽ chính là chủ ngữ của gì ạ? Của cái mệnh đề phụ là tomodachi ga konakattara. Đó, thì sẽ đi với trợ từ là ga. Tiếp này. Kết thúc bài số 25 rồi. Ok, vậy là kết thúc bài số 25. Kết thúc luôn chương trình N5 rồi. Cuối giờ các bạn có gì muốn tâm sự với Sensei không ạ? Ok, ví dụ như trong cả một cái chương trình N5 này, các em thấy bài nào là khó nhất này, hoặc là các em muốn Sensei giảng lại cái cấu trúc nào nhất này, các em tâm sự vào đây, comment vào đây nhé. Mặc dù lớp mình kết thúc rồi thì Sensei sẽ bố trí những cái buổi gọi là livestream riêng chỉ về một cái cấu trúc đó thôi, hoặc là về một cái bài khó đó thôi, thì sẽ có những cái buổi đó ở trên group của chúng ta. Nên là các em comment vào đây để Sensei sẽ tổng kết nhé, là thứ nhất. Thứ hai nữa là gì ạ? Các bạn trong lớp mình thì Sensei thấy học rất là chăm chỉ, hoàn toàn có thể tham gia vào lớp N4 free của Sensei. Nên là các bạn chờ nhá, đăng ký vào những cái lớp đó để chúng ta học thôi. Chúng ta vẫn sẽ được gặp lại nhau, cô trò mình vẫn gặp lại nhau ở trong lớp N4, chứ không phải là kết thúc lớp này là thôi, không bao giờ gặp nhau nữa nhé. Tiếp đến thì là các bạn nhớ chưa ạ? Sensei rất là muốn gửi cho các bạn những cái món quà kỷ niệm, nên là kết thúc livestream này thì các bạn có thể là lên YouTube đăng ký này, các lại màn hình này, sau đó thì về fanpage các em sẽ để lại một cái gọi là gì ạ? Cảm nhận của các em về cái khóa học của Sensei đó, trong thời gian vừa qua em học trong khóa của Sensei em cảm thấy như thế nào, có hiểu bài hay không, Sensei dạy có khó quá không, khó hiểu hay là có cái vấn đề gì không, thì em cứ để lại cái cảm nhận đó, sau đó thì chụp xác nhận lại với Sensei, Sensei sẽ gửi tặng các em quà nhé. Đừng bạn nào quên xong lại bảo ôi Sensei ơi em quên mất tiêu, em không thực hiện đúng các bước của Sensei. Ngoài ra thì cái bài nào khó hay là cấu trúc nào khó thì ở đây cuối giờ Sensei sẽ chờ các em nhé. Các em hãy comment ngay xuống bên dưới này đi, Sensei sẽ tổng hợp lại và sẽ có những cái buổi livestream riêng. Ví dụ như là Sensei ơi cái cấu trúc gì ạ? Về được tổ khó quá, Sensei giảng lại đi này. Hay là Sensei ơi cái bài số 22 á, khó kinh nghiệm được, Sensei giảng lại nhé. Hoặc là Sensei ơi bài 23, Sensei ơi bài 24 đi, về cho nhận đi. Hay là Sensei ơi cách chia động từ về thể t, cách chia động từ về thế này hay gì đó. Em cứ comment những cái phần mà em cảm thấy khó nhất ra, khó nhất nhá. Đấy thì Sensei sẽ tổng hợp những cái đó lại để có những cái buổi livestream riêng. Đấy để hướng dẫn các em để các em hiểu bài hơn, tránh trường hợp chúng ta biết nhưng chúng ta không biết nhưng chúng ta lại không muốn nói ra, chúng ta ngại, chúng ta cũng chẳng tương tác, chẳng nhắn trên group, chẳng nhắn hỏi các bạn gì cả. Thế là chúng ta cứ bị mất gốc như vậy thì học lên trên rất là khó, học lên N4 sẽ cảm thấy khó, chứ đừng nói gì cái việc là làm nào để bật lên được N3, N2, N1 các em nhé. Ok, lớp N4 free theo như dự kiến thì đầu tháng 12 Sensei sẽ khai giảng nhé, đầu tháng 12. Lịch thì các em yên tâm, các em cứ ở trong group thì Sensei sẽ có những cái bài thông báo rất là chi tiết cho các bạn về lịch khai giảng lớp mới. Nên các em yên tâm nha. N4, N3, N5 Sensei lên lịch N4, N3, N5, N2 thì Sensei đều lên hết lịch rồi. Đó, nên là các bạn cứ yên tâm đi, Sensei sẽ có những cái bài thông báo rất là chi tiết. Và các em muốn học lớp nào thì các em đăng ký lớp đó thôi. Chứ đầu tháng 12 là Sensei sẽ khai giảng tất cả các lớp luôn đấy. Với một cái môi trường học hoàn toàn miễn phí như thế này thì các em đừng có ngại chia sẻ nhé. Chia sẻ thật nhiều, cái gì không biết thì hỏi, cái gì biết thì chia sẻ cho các bạn biết cùng. Chứ các em cứ học mà không tương tác, cứ im ỉm một mình á, thì cái việc học nó không hiệu quả đâu. Đó nên Sensei rất mong muốn là các em sẽ để nói ra những cái gì mà các em cần thì Sensei mới có thể đáp ứng được cho các em, mới có thể giúp đỡ các em được. Chứ còn vào Sensei dạy cứ dạy, em học cứ học, không hiểu thì em tự tìm hiểu. Nhưng cái việc tìm hiểu đó không biết đúng hay sai, đúng không? Thế thì chúng ta hãy chăm tương tác lên, thảo luận với nhau, cùng nhau học, cùng nhau giúp đỡ nhau, cùng nhau tiến bộ. Đấy, thì bản thân Sensei cũng nhìn thấy được là cái phần nào mà qua nhiều khóa Sensei rút ra được là cái nào mà các em hay sai, cái nào mà các em cảm thấy sợ nhất. Thì Sensei mới có thể là có những cái chuỗi chia sẻ, những cái series chia sẻ phù hợp nhất với các em được. Đấy. Không sao nhá, make up từ bài 20 em cứ luyện tập đi, rồi trong quá trình học Sensei cũng sẽ ôn lại cho các em. Em phải viết cụ thể ra cấu trúc nào khó, chứ còn em nói chung chung như thế thì bây giờ có một bạn mới bảo em mất gốc từ bài 1 Sensei ơi, Sensei dạy lại từ bài 1 đi, đúng không? Thế thành ra chúng ta học từ đầu. Em phải nói rõ là ví dụ như từ bài 20, bài 25 em học cũng thấy khó quá trời luôn á. Nhất là cái cấu trúc ni này, em không hiểu. Cái cấu trúc này này, Sensei giảng lại được không này? Chứ không thể nào mà nói chung chung như thế nhá. Chúng ta sẽ nói rõ ra mà không hiểu cái phần nào, cấu trúc nào khó nhất. Ok nha, Minh Phúc rằng rồi CC sẽ sắp xếp một buổi Zoom ôn lại từ bài 20 đến bài 25. Ok, ý kiến này rất là hay. Rồi trong lớp trên sâu thì CC sẽ ưu tiên cho các bạn và sẽ ôn tất tần tật từ 20 đến 25 nhé. Ok ạ. Ok, 5 bài cuối CC sẽ ôn lại vào Zoom. Các bạn cứ comment vào đây lên ý kiến đi, Sensei sẽ tổng hợp và Sensei sẽ có những cái buổi không chỉ cho lớp trên sâu mà kể cả những với lớp free của Sensei, Sensei cũng sẽ cố gắng để bố trí thời gian nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các em nha. Sau cái livestream này Sensei sẽ đăng một status thì các bạn sẽ vào xác nhận giúp Sensei nha.